Tin nóng chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 313 Loạt xe tăng tốt nhất của Nga bị Ukraine tiêu diệt trên chiến trường Ukraine tấn công căn cứ lên đánh thuê Kortner khét tiếng ở Donbass Trong khi đó, Moscow đau đớn thừa nhận hàng chục binh sĩ Nga tử trận vì đòn tập kích tên lửa của Ukraine Cựu tướng NATO dự đoán thời điểm Ukraine Nga gần bắn. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Thì nghĩ rất vui khi được gặp lại quý thính giả của HTT News. Kính thưa quý vị, lực lượng Ukraine tiếp tục hạ gục xe tăng Nga ở Donetsk và Luhansk. Đoạn video được chia sẻ trên Telegram và Twitter cho thấy, quân đội của Ukraine tiếp tục sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để hạ gục xe tăng Nga như thế nào, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu xe bọc thép hiện đại của Moscow. Trong một đoạn video, đơn vị đặc nhiệm Kraken của Ukraine đã làm hư hại nghiêm trọng một xe tăng Nga và phá hủy một xe bọc thép chở quân btr 80 ở Novoselivkes, Luhansk. Tài khoản theo dõi chiến tranh nổi tiếng trên Twitter, Ukraine Quipon Tracker viết vào ngày 30 tháng 12 rằng Đức vị đặc biệt Ukraine Kraken đã làm hỏng một xe tăng T-90M của Nga và phá hủy một xe bọc thép chở quân btr 80 cùng xe chiến đấu bộ binh BMP ở Novosibirsk, Luhansk. Đoạn phim từ Luhansk xuất hiện khi Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo rằng Nga đang củng cố một phần đáng kể tiền tuyến của họ trong khu vực. Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Anh đã viết rằng các lực lượng Nga dường như đang củng cố các vị trí của họ ở thành phố Kremina, nơi có nguy cơ bị Ukraine tiến công Giao tranh quanh thành phố đã gia tăng trong những tuần gần đây. T-64BV bị tiêu diệt ở Donetsk Đoạn video tương tự xuất hiện vào tháng 12 cho thấy hai xe tăng T-64BV của Nga bị lữ đoàn cơ giới hóa số 59 của Ukraine phá hủy. Đoạn video được ghi lại từ máy bay không người lái cánh quay, cho thấy những chiếc xe tăng phát nổ dữ dội khi trúng đạn của Ukraine. Sau những vụ nổ ban đầu, những chiếc xe tăng tiếp tục cháy ở Mỹ cho thấy rằng đạn dược bên trong xe cũng có thể bốc cháy khi pha chạm. Ukraine báo cáo rằng vụ việc xảy ra ở phía bắc Ukraine đang làm gì với những chiếc xe tăng bị bắt? Trong khi các lực lượng Ukraine tiếp tục tiêu diệt nhiều xe tăng Nga trên chiến trường, một số lượng lớn xe tăng cũng đã bị lực lượng Ukraine thu giữ kể từ vài tuần đầu tiên của cuộc xung đột các video clip nông dân kéo xe tăng ra khỏi cánh đồng tiếp tục lan truyền, cũng như clip lực lượng Ukraine kéo xe tăng Nga đi bằng phương tiện quân sự của chính họ. Tuy nhiên, một báo cáo từ Washington Post trong tuần này đã tiết lộ có bao nhiêu phương tiện này, mặc dù được coi là chiến tích của lực lượng Ukraine thường bị bỏ lại trong kho và tại các địa điểm sửa chữa mà không được sửa chữa. Trích dẫn các binh sĩ và kỹ sư làm việc tại các căn cứ của Ukraine, hãng tin này đưa tin hàng trăm xe tăng và các phương tiện khác của Nga đang mắc kẹt trong nhà chứa máy bay khi các lữ đoàn đấu tranh để tìm các bộ phận cần thiết để sửa chữa chúng. Rõ ràng là nó nên chiến đấu với kẻ thù, chứ không phải ngồi trong nhà chứa máy bay. Một chỉ huy Ukraine nói với Washington Post khi lấy ví dụ về một chiếc BMP-3 không thể sửa chữa bằng các bộ phận của Ukraine. Ukraine tấn công căn cứ lính đánh thuê qua khét tiếng ở Donbass. Quân đội Ukraine đã tấn công một căn cứ của lính đánh thuê qua nơi của Nga tại thị trấn Bevomoy, tỉnh Luhansk, do Nga kiểm soát, theo New Voice of Ukraine. Theo các báo cáo được công bố hôm 1 tháng 1, vụ tấn công do quân đội Ukraine tiến hành sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS. Hiện tại, chưa rõ thương phong của lính đánh thuê Wagner trong vụ tấn công. Bevomoy nằm cách chiến trường Bakhmut, tỉnh Donetsk, vài chục km, nơi lực lượng Nga đang ra sức đánh chiếm trong hơn 6 tháng, nhưng không thành công. Lực lượng nông cốt của Nga trên mặt trận này là lực lượng đánh thuê Wagner. Trong khi đó, theo báo cáo cập nhật ngày 2 tháng 1 của tỉnh Báo Anh, giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt tại thành phố Crimea của tỉnh Lugansk. Suốt 5 ngày qua, các lực lượng Nga và Ukraine đã giao tranh dữ dội để giành quyền kiểm soát nơi cao tốc B-66 ở phía bắc Crimea. Crimea hiện do Nga kiểm soát và quân đội Ukraine đang ra sức phản công để giành lại thành phố chiến lược này. Tình báo Anh lưu ý rằng đường cao tốc B-66 là tuyến đường hậu cần chính cho lực lượng Nga ở khu vực phía bắc của mặt trận ở Donbass, từ tỉnh Belgorod thuộc Nga. Theo báo cáo của tình báo Anh, việc sử dụng tuyến đường này đã bị pháo binh Ukraine làm gián đoạn kể từ tháng 10. Nhưng nếu Ukraine thành công trong việc giành quyền kiểm soát tuyến đường này, Họ có khả năng làm suy yếu thêm hệ thống phòng thủ tại Crimea của Nga. Trước đó, thống đốc khu vực Luhansk do Ukraine bổ nhiệm, sau khi khai đai, cho biết, quân đội của Nga lo sợ mất Crimea nên đã xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc trong khu vực, đồng thời tăng cường dự trữ và trang thiết bị quân sự tối tân. Ông khai đây cũng báo cáo rằng giao tranh đang diễn ra rất gần Crimea. Theo New York Times, gần đây, lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được những thành công đáng kể tại chiến trường này việc giải phóng Crimea sẽ giúp lực lượng Ukraine giành quyền kiểm soát các con đường chính dẫn đến Severodonetsk và Lysian. Moscow đau đớn thừa nhận hàng chục binh sĩ Nga tử trận vì đòn tập kích tên lửa của Ukraine. Trong một động thái hiếm hoi, Bộ Quốc phòng Nga vừa bất ngờ thừa nhận, 63 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích tên lửa của Ukraine vào khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát. Theo AP, trong một tuyên bố hôm 2 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào một khu phức hợp ở thành phố Makivka thuộc tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát đã giết chết 63 binh sĩ Nga. Sau cuộc tấn công của Ukraine bằng 4 tên lửa với đầu đạn nổ mạnh vào một điểm triển khai binh lính tạm thời, 63 quân nhân Nga đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận, tất cả sự hỗ trợ cần thiết sẽ được dành cho gia đình và người thân của các quân nhân đã qua đời. Bộ trên cho biết thêm. Nga vốn hiếm khi thừa nhận thương phong trong cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, về phần mình, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt gần 400 binh sĩ Nga và làm hơn 300 người khác bị thương tại thành phố Makievka thuộc khu vực phía đông Donetsk do Moscow kiểm soát. Bộ tổng tham mưu Ukraine cũng nói rằng quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề nhất ở các khu vực Liman, Avdiivka và Bakhmut trong 24 giờ qua. Theo The New Voice of Ukraine, cuộc tấn công chính xác của Ukraine phòng Markivka nhằm vào trường dạy nghề số 19, nơi quân đội Nga đang sử dụng để triển khai binh lính. Phần tấn công diễn ra vào đêm giao thừa, Cục truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin vào ngày 1 tháng 1. Hình ảnh và video từ hiện trường phần tấn công lan truyền trên mạng xã hội ngay sau đó cho thấy tòa nhà của trường dạy nghề gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Các nguồn tin Ukraine không cho biết loại vũ khí nào đã được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công. Các blogger quân sự của Nga cũng đưa tin về cuộc tấn công, thừa nhận đã có thương vong hàng loạt và bày tỏ sự phẫn nộ khi có quá nhiều binh lính Nga được bố trí trong một tòa nhà. Họ cho rằng Ukraine đã sử dụng các tên lửa chính xác cao HIMARS để tấn công tòa nhà. Một số nhà bình luận ở cả phía Ukraine và Nga cho rằng, vụ tấn công gây ra tiếng nổ lớn gây thương vong cao là do người Nga đã cất giữ đạn dược trong tầng hầm của tòa nhà. Mặc dù điều này chưa được xác nhận, Cựu tướng NATO dự đoán thời điểm Ukraine-Nga ngừng bắn Cựu tướng NATO Heinz Lauter đã nhận định bối cảnh mà ông tin rằng Nga và Ukraine sẽ đồng ý đình chiến và bắt đầu đàm phán để chấm dứt xung đột. Tôi dự đoán một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được vào đầu mùa hè, khi cả hai bên nhận ra rằng họ không đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc xung đột. Lệnh ngừng bắn sẽ đạt được trong năm 2023, hans lauter một sĩ quan quân đội đức và là cựu tướng nato nhận định với trang tin yugreska prada của ukraine Ông Dombrowski cho rằng khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5, nhiều khả năng sẽ là thời điểm xảy ra tình trạng bế tắc trên chiến trường. Đó sẽ là thời điểm cho các cuộc đàm phán ngừng bắn. Ông Dombrowski, người từng giữ các vị trí cấp cao trong lực lượng quốc tế ở Afghanistan và sau đó là các cơ quan chỉ huy của NATO ở châu Âu cho biết. Tuy nhiên, cựu tướng NATO nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn không có nghĩa là hòa bình mà chỉ là tạm dừng xung đột. Ông Dombrowski nói, các cuộc đàm phán có thể sớm mất nhiều thời gian hơn và cần có một bên trung gian hòa giải. Theo ông Demkowicz, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng thống thổ nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan hoặc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là những nhân vật có thể đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột nga-Ukraine. Cựu tướng NATO nhận định, quá trình đàm phán chấm dứt chiến tranh có thể gặp khó khăn vì cả Tổng thống nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều đưa ra các yêu cầu mà bên còn lại khó có thể đồng ý. Ông Dombrovs cho biết, để đàm phán với Nga, Tổng thống Ukraine có thể từ bỏ yêu cầu sắp nhập ngay lập tức các vùng lãnh thổ như bán đảo Crimea vào Ukraine. Theo vào đó, đồng ý một giai đoạn chuyển tiếp cho quá trình này. Trước đó, Crimea đã sắp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 1 tháng 1, Tổng thư ký NATO St. Stoltenberg cho rằng, việc huy động quân sự một phần của Nga bắt đầu hồi tháng 9 cho thấy Moscow không có kế hoạch chống dứt chiến sự trong tương lai gần. Tất cả những điều đó cho thấy Nga đang chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến và cũng đang tìm cách tiến hành một cuộc tấn công mới. Ông Stoltenberg nhận định. Người đứng đầu Liên minh quân sự và Mỹ đứng đầu cũng khẳng định, phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine. Theo Tổng thư ký NATO, đó là cách duy nhất để thuyết phục Nga rằng họ vẫn ngồi xuống đàm phán một cách thiện chí và tôn trọng Ukraine như một quốc gia độc lập có chủ quyền ở châu Âu. Những gì Ukraine có thể đạt được xung quanh bàn đàm phán hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh trên chiến trường, ông Stoltenberg nhấn mạnh. Chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa công thức hòa bình gồm 10 điểm, trong đó có yêu cầu Nga phải rút hết quân ra khỏi lãnh thổ của Ukraine, khiếp khẳng định không bao giờ thỏa hiệp về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Trong khi đó, phía Nga nhiều lần cho biết sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng không chấp nhận các điều khoản mà Kiev và phương Tây đưa ra, đặc biệt liên quan đến các vùng lãnh thổ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News – rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp